Du học nghề điều dưỡng 2 cộng 2 là chương trình gì? Có nên tham gia chương trình điều dưỡng 2 cộng 2? Du học nghề là một chương trình đào tạo, vừa học lý thuyết vừa được thực hành thực tế, giúp học viên có thể hình dung cũng như áp dụng tốt nhất các kiến thức đã học vào thực tiễn. Khi chọn ngành nghề điều dưỡng, các học viên sẽ có thời gian để học lý thuyết và sau đó thực hành tại các viện dưỡng lão của các tập đoàn đào tạo nghề. So với các ngành khác thì ngành điều dưỡng được đánh giá là có mức lương cao và cơ hội việc làm nhiều hơn. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chương trình không bị áp lực về thời gian, chi phí, ngoại ngữ, thì câu trả lời dành cho bạn chính là chương trình điều dưỡng 2 cộng 2. Vậy chương trình này là chương trình gì? Hãy cùng APT tìm hiểu ngay trong video này nhé! Du học nghề điều dưỡng 2 cộng 2 sẽ kết hợp việc học tiếng Đức B2 và học nghề trong vòng 2 năm đầu cho các bạn, thay vì phải bỏ thời gian 6 tháng để đỗ B2 mới được vào học nghề như các chương trình du học nghề điều dưỡng 3 năm khác. Tiếng Đức là một trong những nỗi lo của rất nhiều bạn học sinh. Thông thường học sinh phải đạt đủ B2 trong 6 tháng để tiếp tục vào chương trình nghề 3 năm. Chương trình nghề điều dưỡng Baden-Württemberg 2 cộng 2 được xem như giải pháp ưu việt nhằm cải thiện những điểm yếu về mặt ngoại ngữ của học sinh. Đây chính là điểm sáng lớn nhất để các bạn có thể cân nhắc về việc chọn lựa tham gia chương trình du học nghề điều dưỡng 2 cộng 2 này. Khi đăng ký chương trình du học nghề điều dưỡng 2 cộng 2, các bạn sẽ được hưởng ưu đãi của chương trình này như miễn 100% học phí trong quá trình học nghề tại Đức, miễn phí 100% khóa học tiếng B2, hưởng lương nghề ngay lập tức với mức trợ cấp lên đến 1.000 euro trên tháng, chương trình học cải tiến 2 cộng 2 song song học tiếng Đức B2 và nghề trợ lý điều dưỡng trong 2 năm học đầu. 2 năm học sau, học viên sẽ bước vào học nghề điều dưỡng viên chuyên nghiệp. Học viên được học tập và thực hành tại các viện điều dưỡng, được hưởng các chế độ tốt nhất trong ngành điều dưỡng. Mức lương sau tốt nghiệp 2.000 đến 2.500 euro trên tháng. Đảm bảo việc làm 100% sau tốt nghiệp. Nếu làm việc liên tục khoảng 3 năm thì các bạn sẽ nhận quyền cư trú dài hạn. Đây cũng là cơ hội để các bạn có thể thay đổi nền tảng phát triển tốt cho các bạn trong tương lai. Ngoài ra, các bạn học viên của chương trình du học nghề điều dưỡng 2 cộng 2 còn có một số quyền lợi như được nghỉ phép hàng năm 25 ngày trên năm, được hưởng lương, được hỗ trợ tìm kiếm việc làm thêm khi sang học tập tại Đức, được hỗ trợ mọi mặt về giá trị pháp lý, gia hạn visa, thuê nhà. Học viên được quyền lựa chọn tiếp nơi làm việc và sinh sống lâu dài sau khi học nghề. Vậy nhưng ai có thể đăng ký chương trình điều dưỡng 2 cộng 2? Đối tượng tuyển sinh của chương trình du học nghề điều dưỡng 2 cộng 2 là các bạn nam nữ có độ tuổi từ 18 đến 28 và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có chứng chỉ tiếng Đức từ B1 trở lên. Ngoài ra, sinh viên phải có sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự, không mắc các bệnh viêm gan B, C và các bệnh truyền nhiễm khác. Để tìm hiểu chi tiết về chương trình du học nghề Đức, hãy liên hệ đến hotline 091-229-6060 hoặc để lại thông tin để được tư vấn nhanh nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.